quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý như sau. Thành phố Bảo Lộc tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Bảo Lộc năm 2020. Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020 Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần ghi nhận cuộc thi ảnh nghệ thuật sắc màu cao nguyên lần 2 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có các đồng chí Đại tá Lê Vinh Quy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Bảo Lộc, đồng chí Đoàn Kim Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong năm 2020, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Bảo Lộc được củng cố và phát triển, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương theo đó ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố bảo lộc đã chỉ đạo công an thành phố và các cơ quan đơn vị địa phương thường xuyên kiểm tra đồn đốc hướng dẫn nâng cao chất lượng các mô hình phòng chống tội phạm tổ chức huấn luyện hướng dẫn lực lượng nồng cốt cách quản lý đấu tranh với các loại đối tượng có tiền án tiền sự và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực công tác tố giác các loại tội phạm tên nạn xã hội đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương các cơ quan đoàn thể phường xã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền các thủ đoạn hình thức hoạt động của các loại tội phạm tệ nạn xã hội như ma túy trộm cắp cướp giật tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao thu hút hàng chục ngàn lượt hội viên đoàn viên và học sinh cùng quần chúng nhân dân tham gia nhờ vậy công tác nhận biết phòng ngừa tối giác các loại tội phạm tệ nạn xã hội trong nhân dân đã được nâng lên trong năm, quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố đã cung cấp cho lực lượng công an 705 tin, trong đó 403 tin có giá trị, giúp lực lượng công an giải quyết 58 vụ vi phạm pháp luật, bắt 87 đối tượng. Cùng với đó, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Bảo Lộc tiếp nhận 358 tin báo tố giác tội phạm, giải quyết 323 trên 358 tin, đạt tỷ lệ 90,22%. Đồng thời điều tra khám phá 101 trên 108 vụ đạt 93%. 15 trên 15 vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ 100%. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 153 vụ, 236 đối tượng, kết luận điều tra đề nghị truy tố 122 vụ, 212 đối tượng, vận động bắt 10 trên 25 đối tượng truy nã. Cùng với công tác tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào cũng đặc biệt được chú trọng trong năm, Công an thành phố Bảo Lộc và các cơ quan đoàn thể đã xây dựng 4 mô hình phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và nâng con số này trên địa bàn lên 52 mô hình. Trong đó, mô hình camera an ninh đã được nhân rộng, thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia, đóng góp kinh phí xây dựng. Qua đó, camera an ninh trải rộng khắp các đường phố, hỗ trợ đắc lực cho cơ quan công an điều tra phá án. Cùng với đó, các mô hình đội xung kích an ninh, giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội, giáo họ bình yên, địa chỉ tin cậy, cánh cổng an ninh và cổng trường an toàn giao thông tiếp tục được duy trì phát triển, thu hút hàng ngàn quân chúng tham gia. Trong năm 2020, Bảo Lộc cũng đã kiện toàn củng cố 95 tổ an ninh nhân dân, duy trì hoạt động 6 ban bảo vệ dân phố, hơn 100 tổ viên, xây dựng 165 tổ hòa giải với hơn 620 người tham gia, và xây dựng 14 đội tuần tra dân cử dân nuôi. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với cơ quan công an tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Dịp này, thành phố Bảo Lộc cũng đã khen thưởng những cá nhân và tập thể xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Cùng với đó, 35 xã phường cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn được thành phố Bảo Lộc trao quyết định đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Tại Ban Chỉ huy Quân sự, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đoàn Kim Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc chủ trì hội nghị. Năm 2020, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nổi bật là lực lượng vũ trang thành phố đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Do vậy, trong năm 2020, lực lượng vũ trang thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao. Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục là lực lượng nòng cốt, tuyến đầu đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả. Về nhiệm vụ trong năm 2021, lực lượng vũ trang thành phố Bảo Lộc tiếp tục Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ, thực hiện tốt việc kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Dịp này, thành phố cũng đã tổ chức khen thưởng 7 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu vì đã có thành tích trong việc thực hiện công tác quốc phòng an ninh địa phương năm 2020. Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 2 năm 2020. Đây là sân chơi bổ ích, thiết thực nhằm phát triển phong trào sáng tạo kỹ thuật cho thanh thiếu niên nhi đồng, giúp các em học sinh trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng để tạo cơ hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ. Sau gần 4 tháng phát động, cuộc thi đã có 10 đơn vị trường học trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn tham gia, với gần 40 học sinh gửi sản phẩm dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm cùng thực hiện. Theo thống kê, có tổng cộng 26 mô hình sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực như đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội. Từ những mô hình sản phẩm dự thi cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ hai năm 2020, ban tổ chức đã thành lập hội đồng giám khảo và chia thành từng nhóm theo lĩnh vực tiến hành chấm thi công khai minh bạch, dân chủ để chọn ra các sản phẩm xuất sắc và trao giải. Kết quả đã phản ánh đầy đủ, đúng thực chất, chất lượng, giá trị thực hiện các mô hình, sản phẩm có khả năng áp dụng vào thực tế. Theo đó, cuộc thi không có mô hình sản phẩm đạt giải nhất. Giải nhì thuộc về các nhóm tác giả Ngô Gia Khánh, Hoàng Tuấn Anh và Huỳnh Thị Minh Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc. Với sản phẩm Thiết bị sử dụng công nghệ sống hỗ trợ bệnh nhân sau tai biến và nhóm tác giả Nguyễn Nhật Thanh, Nguyễn Trần Quốc Anh, Phùng Trần Trung Nghĩa, trường Trung học phổ thông Bảo Lộc với sản phẩm mô hình thông minh. Bốn giải ba được trao cho các tác giả nhóm tác giả trong đó, 3 mô hình sản phẩm thuộc về học sinh trường trung học phổ thông Bảo Lộc và một sản phẩm thuộc về nhóm học sinh trường trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 6 giải khuyến khích và 14 giải phong trào cho 20 tác giả và nhóm tác giả. Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, các cấp hội nông dân trên địa bàn đã bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành liên quan linh hoạt lồng ghép thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, thực hiện có hiệu quả các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Đồng thời tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án, phối hợp với các ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân vay vốn, triển khai nhiều mô hình tư vấn chuyển gia khoa học kỹ thuật, giúp hội viên nông dân mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, cải thiện thu nhập đời sống. Công tác xây dựng củng cố tổ chức hội, nâng cao chất lượng hội viên luôn được các cấp hội thường xuyên quan tâm. Trong năm hội đã kết nạp và phát triển thêm 420 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 16.695 hội viên. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được thực hiện có hiệu quả, có sức lan tỏa rộng khắp, xuất hiện thêm nhiều điển hình mới, các mô hình kinh tế hiệu quả đã mở ra những hướng làm ăn mới cho người nông dân. Năm 2020, qua Bình Xét có 6.900 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Các cấp hội nông dân cũng phát huy tinh thần tương thân tương ái, Hội viên đã giúp nhau 1.800 ngày công, cây giống, con giống và 529 triệu đồng tiền mặt, giúp hội viên phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến tiếp tục phối hợp tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân, thông qua các chương trình, dự án, các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của tổ chức hội gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội đồng nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố đã tổ chức kỳ họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2021. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Năm 2020, kinh tế phương nộp tiến tiếp tục ổn định và phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế tăng trưởng theo hướng tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Trong đó, các ngành đặc thù, thế mạnh của địa phương như sản xuất chế biến chè có mức tăng trưởng khá ổn định và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Thu chi ngân sách đáp ứng yêu cầu đề ra, cơ sở hạ tầng được tập trung quan tâm đầu tư nâng cấp, công tác quản lý đất đai xây dựng môi trường được chú trọng, văn hóa xã hội được quan tâm, công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh được đảm bảo. Tiếp tục duy trì trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, hệ thống giáo dục được phủ kín từ mầm non đến trung học phổ thông, trung cấp dạy nghề, đại học. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, hiện có 4 trên 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường đời sống văn hóa, phong trào thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Hiện có 14 trên 14 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa tăng hàng năm. Công tác an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn xã hội, tai nạn giao thông được đẩy lùi. Nhiệm vụ quân sự quốc phòng thường xuyên được củng cố, duy trì. Công tác huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân giao quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu trên giao. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai sâu rộng, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thường xuyên được quan tâm thực hiện. Năm 2021, phường Lộc Tiến phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt so với dự toán, tiếp tục phấn đấu đạt 1 đến 2 tiêu chí phường phát triển toàn diện. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới dưới 0,3%. Tỷ lệ trẻ em xuyên dưỡng dưới 10,5%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,85%, tỷ lệ sinh con thứ ba dưới 10%, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90%, 100% các tổ dân phố giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Tỷ lệ hội gia đình văn hóa đạt trên 92%, tỷ lệ kiên cố hóa trường học đạt trên 96%. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã Lộc Thanh, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Lộc Thanh năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, báo cáo thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương trong năm, các báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cũng như lắng nghe báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân xã liên quan đến các lĩnh vực về an ninh quốc phòng, nạn hoạt động tín dụng đen, hệ thống cống thoát nước gây ngập, các biện pháp tạo dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ người dân trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm ổn định cho người dân năm 2020, công nghiệp, thương mại, dịch vụ xã Lộc Thanh tăng từ 10 đến 12%, nông nghiệp 8 đến 10%, thu ngân sách 11 tháng năm 2020 đạt 251% so với dự toán năm. Trong năm đã xử lý nhiều trường hợp lớn chiếm đất đai, các hộ kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, các hộ kinh doanh gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo an ninh học đường được triển khai mạnh mẽ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các điểm kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa thông tin, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự giảm sâu 10 trên 16 vụ so với năm 2019, không có trọng án xảy ra trên địa bàn. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã khóa 11 cũng đã quyết định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua báo cáo của Ủy ban dân phường Lộc Sơn về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, tình hình kinh tế xã hội năm 2020 trên địa bàn phường có bước phát triển đáng kể, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 102% so với dự toán giao. Kinh tế xã hội, sản xuất công nông nghiệp, thương mại dịch vụ, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng việc kinh doanh giữ mức ổn định, đặc biệt là các hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân phường Lộc Sơn. Về hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường, năm 2020, Hội đồng Nhân dân phường đã chuẩn bị tốt các điều kiện, tiến hành đúng thời gian đạt chất lượng cao. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng Nhân phường đã thực hiện tốt việc giám sát và thực hiện quy chế làm việc của Hội đồng Nhân phường theo đúng chương trình kế hoạch. Phát huy những kết quả đã đạt được, Năm 2021, Hội đồng dân phường tiếp tục lãnh đạo ủy ban dân phường thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, nghị quyết các cấp về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã thông báo tới đại biểu về Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng thời, Ủy ban dân phường cũng báo cáo kết quả thu chi ngân sách phường năm 2020, dự toán năm 2021. Kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng Dân phường với báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban Dân phường trình và các văn bản quan trọng khác. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân phường cũng đã báo các kết quả tiếp thu trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trong kỳ họp thứ 12 và trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân phường khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã Đại Lào đã thông qua báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trên địa bàn xã Đại Lào với các kết quả đạt được trong năm như thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng thu thuế phí trên địa bàn tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2020 đạt 152% dự toán, xây dựng và đưa vào sử dụng 13 công trình đường giao thông nông thôn theo kế hoạch đầu tư công với tổng vốn đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống nhân dân được nâng cao, giáo dục y tế được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã khóa 4 cũng đã đưa ra dự kiến chương trình giám sát 2021, xoay quanh công tác giám sát chuyên đề được thực hiện theo chương trình đã được xây dựng thông qua tại kỳ họp thứ 12. Công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri cũng như thu thập, phân loại các ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 2 tháng 1 năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Duy Chương đã tổ chức lễ khánh thành cụm sân tennis và khai mạc giải tennis HDC Sport mở rộng lần thứ nhất năm 2021. Dự lễ có ông Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc. Cụm sân tennis do công ty trách nhiệm hữu Hoàng Duy Chương Khánh Thành tại địa chỉ 875 A Nguyễn Văn Cừ phường Lộc Phát có tổng diện tích 22.000 m2 và hiện đang hoàn thành trên diện tích 4.000 m2. Với mong muốn đóng góp vào sự phong phú và đa dạng hóa các sân chơi lành mạnh tại địa phương và khu vực, công ty đã đầu tư xây dựng cụm sân tennis đồng thời tổ chức khai mạc giải tennis HDC Sport mở rộng lần thứ nhất năm 2021. Cụm sân của chúng tôi mới được hoàn thành và hôm nay là ngày khai trương được 3 uh, sân tennis khoảng 3.000 mét uh, vuông. Chúng tôi sẽ tiếp tục uh, hoàn thành các cụm sân bóng đá, hồ bơi, phòng tập gym. Khi chúng tôi bắt đầu hoạt động cụm sân tennis, chúng tôi muốn mở rộng xã hội hóa để cho tất cả các con em trong khu vực Lộc Phát, Bảo Lộc nói chung và các tỉnh lân cận nói riêng à uh, hoạt động một cái phong trào thể dục thể thao lành mạnh. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ tổ chức được những cái giải đấu thường niên. Giải tennis HDC Sport mở rộng lần thứ nhất năm 2021 được diễn ra từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 với các nội dung thu hút hơn 300 vận động viên đến từ 15 tỉnh thành trên cả nước. Thông qua giải đấu nhằm nâng cao tinh thần thể dục thể thao trên địa bàn và các tỉnh lân cận tạo cơ hội giao lưu học tập, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bắc Hồ vĩ đại. Đêm ngày 30 tháng 12 năm 2020, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Bảo Lộc đã đột kích vào quán karaoke Tina trên đường Trần Phú, phường Bà Lao. Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang ba nhóm nam nữ thanh niên đang sử dụng ma túy bay lắc trong ba phòng hát. Qua kiểm tra của lực lượng công an tại ba phòng của quán karaoke Tina phát hiện 24 nam nữ thanh niên đang sử dụng ma túy. Tại hiện trường, trong mỗi phòng hát đều có một đĩa sứ chứa tinh thể màu trắng nghi chất ma túy, kèm theo ống hút và thẻ nhựa màu xanh để sử dụng ma túy. Kiểm tra nhanh, công an phát hiện tất cả nam nữ thanh niên này đều dương tính với chất ma túy trong 24 người sử dụng ma túy tại quán karaoke Tina ngoài những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Bảo Lộc thì còn có nhiều nam nữ thanh niên đến từ nhiều tỉnh thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc tại ba phòng hát nói trên và lập biên bản niêm phong thu giữ các tăng vật liên quan đồng thời làm việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán karaoke Tina và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra qua công tác tuần tra nắm tình hình vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Công an xã Đại Lào xác minh và bắt hai đối tượng trộm cắp cây cảnh, gồm Trương Tấn Anh 22 tuổi, Bùi Trung Sang 36 tuổi, cả hai cùng ngủ tại thôn ba xã Lộc Châu. Sau khi làm việc, hai đối tượng đã khai nhận thực hiện trộm cắp hai vụ tại địa bàn xã Đại Lào, trong đó một vụ trộm cắp hai cây hoa mai chiếu thủy 10 năm tuổi và một vụ trộm cây cảnh trà hoa nữ. Hiện công an xã Đài Lào đã bàn giao hai đối tượng Trương Tấn Anh và Bùi Trung Sang về đoàn cảnh sát điều tra cơ quan công an thành phố Bảo Lộc để hoàn tất hồ sơ tiếp tục điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2021, tại Trung tâm Giới thiệu Sản vật Tây Nguyên, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Bảo Lộc đã tổ chức chấm giải cuộc thi ảnh nghệ thuật Sắc màu Cao Nguyên lần thứ hai năm 2020. Cuộc thi ảnh nghệ thuật sắc màu cao nguyên lần 2 năm 2020 được diễn ra từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 293 nhiếp ảnh gia đến từ 43 tỉnh thành trên cả nước với 1.551 tác phẩm dự thi. Đây là cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn quốc với chủ đề về phong cảnh thiên nhiên, văn hóa, du lịch, cuộc sống sinh hoạt thường nhật của con người Lâm Đồng. Các tác giả tham gia cuộc thi đăng ký và gửi ảnh trực tiếp tại website www.baolocphoto.com. Đến với cuộc thi lần này, các nhiếp ảnh gia đã rất hào hức với mong muốn được cùng nhau chia sẻ niềm đam mê nghệ thuật, cũng như gửi gắm những tình cảm đẹp nhất dành cho phong cảnh cũng như con người vùng đất tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Bảo Lộc nói riêng. À, tôi theo đuổi cái niềm đam mê nhiếp ảnh này là vì tôi mê phong cảnh thiên nhiên, mà tôi đam mê theo đuổi thì cũng được 3 năm rồi thì hôm nay thì cũng vinh dự là tôi cũng có một bức ảnh để triển lãm trong cái giải này cho nên là qua cái bức ảnh là tôi cũng muốn để giới thiệu với các bạn trong cả nước là cái nét đẹp bờ lao bờ lao bảo lộc của mình cũng có nhiều cái nét đẹp lắm được lọt vào vòng chung kết trong ảnh công khai ngày hôm nay thì cái thông điệp mình muốn gửi đến thì để cho nổi bật lên cái sắc màu cao nguyên lần thứ hai về chủ đề những cái sản vật của tây nguyên lâm đồng chúng ta thì hôm nay mình cũng có mang lại những tác phẩm về chủ đạo về thành phố bảo lộc đó là lụa tơ tầm trà cà phê và những cái khu công nghiệp phát triển trong 10 năm nay giống như là nhà máy bia của bảo lộc thì có những bức ảnh nổi bật và ban giám khảo cũng chọn và để hôm nay chấm chung kết thì nếu được vào chung kết thì rất là hạnh phúc cho bản thân và cũng là cái niềm mà muốn gửi gắm đến toàn thể anh chị em nghệ sĩ nhấp ảnh và trong người dân lâm đồng nói riêng và thực ủng hộ hôm nay mình rất là phấn khởi rất là vui dù có không có được giải hay là vô chung kết mà không có được giải mình cũng rất là phấn khởi và mong muốn là năm năm tới sẽ tiếp tục bảo lộc lại đăng cai để có cuộc thi sắc màu cao nguyên lần thứ ba. Theo quy định, ảnh dự thi phải là ảnh kỹ thuật số, gồm ảnh màu hoặc đen trắng, dung lượng từ 2 mê đến 13 mê. Mỗi tác giả gửi tối đa 8 ảnh dự thi. Cuộc thi đã thu hút được nhiều tác phẩm chất lượng cả nội dung lẫn hình thức, cho thấy cuộc thi ngày một nhận được sự quan tâm của các nhiếp ảnh gia trên toàn quốc. Ở cuộc thi sắc màu cao nguyên lần thứ hai này, Bản thân tôi là một người được vinh dự đã tham gia vào hội đồng giám khảo lần nhất cũng như lần hai thì tôi nhận thấy rằng cái nó có một cái sự tăng về số lượng tác phẩm tham dự cũng như là các tỉnh thành thì chúng ta sẽ thấy là trước kia là chưa tới 40 tỉnh còn bây giờ chúng ta được tới con số là 43 tỉnh thành trên cả nước. Và con số 1151 ảnh là một con số tôi nghĩ là khá ấn tượng. Cái chủ đề của chúng ta đương nhiên là yêu cầu các tác giả chỉ sáng tác về khu vực Lâm Đồng và Bảo Lộc cũng như là thành phố Đà Lạt. Cho nên nói gì thì nói nó cũng có một cái sự hạn chế về ranh giới địa lý. Tuy nhiên với cái số lượng đó thì đó là một một tín hiệu vui. Và từ một trên 1.500 ảnh, sau cái giai đoạn làm việc mấy ngày liên tục thì hội đồng giám khảo chúng tôi đã chọn ra 56 tác phẩm vào vòng triển lãm và hôm nay sẽ là cái buổi chấm bộ giải trực tiếp. Thì tôi thấy đây là một cái cuộc cạnh tranh cũng rất là khốc liệt khi mà cái tỷ lệ chọi rất là căng thẳng là chúng ta thấy trên 1.500 mà chỉ lấy có 56 tác phẩm của các tác giả trên mọi miền đất nước. Bộ ảnh khá hợp lý thể hiện được các thế mạnh về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Cuộc thi ảnh nghệ thuật sắc màu cao nguyên lần 2 năm 2020 là một sự kiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng thành phố Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh từ năm 2020 đến năm 2025. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn mang vẻ đẹp đất nước và con người Lâm Đồng giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua cái cuộc thi này, à, à, ban tổ chức muốn à, gửi gắm những cái hình đẹp, ảnh đẹp của Bảo Lộc đến bạn bè trong nước và quốc tế biết về cái tiềm năng, thế mạnh du lịch của Bảo Lộc, con người đang trên đà phát triển và cũng thông qua cuộc thi này để tạo cái sân chơi cho anh em nhiếp ảnh ở địa phương cũng như Lâm Đồng để góp phần chung vào cái việc xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong nhiếp ảnh cả nước. Buổi chiều cùng ngày, ban tổ chức đã tiến hành trao giải nhất cho tác phẩm Lụa vàng bờ lao của tác giả Đặng Hồng Long đến từ tỉnh Bình Thuận. Giải nhì dành cho hai tác phẩm Mơ ước tuổi thơ của tác giả Lê Công Lý đến từ thành phố Hồ Chí Minh và tác phẩm Lê Nương của tác giả Nguyễn Thành An đến từ Đồng Nai và ba tác phẩm đạt giải ba bao gồm Thổi hồn vào lụa tác giả Võ Đình Quýt thành phố Bảo Lộc, Những hạt sương mai tác giả Phí Thị Thu Hà thành phố Hồ Chí Minh và tác phẩm Sữa mẹ nguồn dinh dưỡng quý giá của tác giả Thái Bình Minh thành phố Bảo Lộc. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cho 5 tác phẩm. Ngoài tiền thưởng, các tác giả đặt giải còn nhận được nhiều phần quà giá trị của các nhà tài trợ, với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Triển lãm diễn ra từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2021 để phục vụ người dân và du khách đến thưởng lãm ảnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.